con cũng khóc nữa. Giờ tự nhiên mấy bữa nay mọi người khóc đâu quá trời luôn con. Đáng con mình nữa chứ, hôm nay con nhiêu? Dạ con 25. Chào bà. Dạ, bà có nhớ con không bà? Nhớ. Hôm bữa giờ bà có giận con không bà? Buồn á, mình láng lắng con. Dạ. Con mình nói ấy kia nọ. Dạ. Bây giờ bà có tha lỗi cho con không bà? Thôi, nó xin lỗi rồi thôi. Không có buồn, không có chóc con gì đó. Xin lỗi kia nọ, mấy chị em thôi bỏ qua hết đi. Không có giận gì hết á. Dạ, con cảm ơn bà. Cái lúc mà con xin phép bà á. Có xin phép, có chụp hình đó. Dạ, con xin phép, con từ đầu tới cuối là con đều xin phép bà trước. Rồi đúng con, rồi. Con nói là con ghi hình để có sẽ nhiều người giúp đỡ bà hơn đúng không bà? Ừ. Dạ, với lại anh chị ở trên mạng cũng nói con nhiều. Ừ. Thì con cũng biết lỗi. Con từ hôm bữa đó tới giờ con đi tìm bà rất nhiều nhưng mà con tìm không ra. Ừ. Hôm nay là con nhờ mấy anh chị của con tìm được bà. Bây giờ bà coi con như là con chó trong nhà, bà có gì bà dạy bảo con như bà. Dạ, rồi. Thôi con khóc nữa. Dạ, rồi con cảm ơn bà. Bà ơi, cho con ôm bà một cái. Lắng con cháu. Dạ. Con cũng khóc nữa. Dạ, tại vì mấy bữa nay mọi người khóc con quá trời luôn con. Nắng con mình nữa chứ, hôm nay con nhiêu? Dạ con 25. Con coi đứa con 22 tuổi, con lớn trai. Con mong tất cả anh chị ở trên mạng cũng như là tất cả anh chị báo đài tha thứ cho em. Vì cái sự bồng bột của em một phút bất cẩn. Em mong tất cả mọi người xin lỗi. Em thành thật xin lỗi mọi người. Dạ, con cũng thành thật xin lỗi cô. Rồi. Thưa con về. À, dạ. Dạ. Con.